Thật sự rất vui khi thấy em đứng trên bục biên tập. Em vẫn còn yêu anh. Nhưng bà phát hiện An Nguyên có cách trị được con. Số tiền này vốn không phải tiền bồi thường của các quan trả. Nếu như giống Di Quân vì để thỏa cơn tức này, mấy công dân đó sẽ không nhận được gì hết. 7 phần, đúng rồi. Nên rốt cuộc cậu cũng rời bỏ mình. Đừng vất vả như vậy, được không? Di Quân thân mến, các cậu đúng là lợi hại. Một người theo Di Quân tới đây biểu tình phản đối, một người cùng nghị trưởng đi quán rượu, còn ở đó trả giá với tiền tưởng. Cẩn thận, An Nguyên đẹp trai lắm. Tôi cũng muốn ông chồng nhà tôi ôm như vậy. Bộ phim Chạm Đáy thành công. Tập 16. Có thể sẽ thấy thất vọng khi gặp gỡ, nhưng tuyệt đối đừng từ bỏ hy vọng và sức sống. Chúng ta phải gặp được một bản thân tốt hơn trong chính thất bại của mình. Biến những thất bại đó thành chúc phúc, vì sự kiên trì của bản thân sẽ mãi mãi không bao giờ bị lãng phí. 1 triệu này thật sự chỉ đơn giản là tiền hỗ trợ chính trị sao? Trần Cơ Long, đây có phải là anh của Di Quân không? Tôi thấy món ăn ngon lắm, cậu không đi ăn sao? Tôi nói cậu biết, đi ăn tiệc ở địa phương cũng là một dạng học tập. Alo, Lệ Tử, đợi lát bà đi một chuyến tới ngân hàng xác nhận lại. Số tiền gửi đi xác nhận ở ngân hàng là cuốn nào vậy? Xem tài khoản của Cơ Long có phải có thêm 30 triệu không? 30 triệu. Được, tôi đi ngay. Được, cẩn thận chút. Được, được. Ở đây làm gì? Sao không đi ăn? Lúc nãy chú Dạng Thông nói người của tập đoàn Vũ Quang lại gửi cho cậu thêm 1 triệu. Lại gửi 1 triệu? Không phải đã gửi rồi sao? Bọn họ nói lần này vẫn là tiền hỗ trợ chính trị. Hỗ trợ chính trị? Vậy cậu cứ như cũ về viết tờ biên nhận cho họ là được. Đi thôi. Đợi lát. Cậu không cảm thấy toàn bộ sự việc không đơn giản vậy sao? Chỗ nào không đơn giản? Đồng tiền vốn của tập đoàn Vũ Quang vẫn luôn bất thường. Lần này bọn họ còn quyên số tiền 30 triệu tới tài khoản của Trần Cơ Long. Trần Cơ Long? Đó không phải anh mình sao? Sao có thể chứ? Mình đang nghi ngờ anh cậu có phải là chủ tài khoản hay có một người trùng tên với anh cậu. Chắc là trùng tên rồi. Cậu xem, tên mình là Trần Di Quân, tùy tiện gọi cũng có mười mấy người quay đầu lại, là trùng tên thôi. Cậu quá ngây thơ rồi. Cậu xem tập đoàn Vũ Quang trước đây đã gửi 1 triệu rồi, nên công dân các quan đã nhận được tiền. Tại sao lần này còn gửi thêm 1 triệu? Mình biết rồi. Tiền hỗ trợ chính trị sẽ được tiết kiệm thuế mà. Cộng thêm bọn họ cũng đồng ý với cách làm của mình. Một công đôi chuyện. Cậu thật sự quá ngây thơ rồi. Ngây thơ không tốt sao? Ngây thơ không phải không tốt. Mình chỉ sợ cậu gặp nguy hiểm mà bản thân không biết. Mình thật sự lo cho cậu. Sao không đi ăn mà đứng đây nói chuyện? Không có, cậu định kêu Giả Tình đi ăn. Lúc nãy Giả Tình có nói cậu ấy thấy con ngây thơ quá, sợ con bị thiệt. Sợ gì? Trời có sụp xuống, có người đỡ thay chúng ta. Có bà ở bên cạnh con, còn có Triệu Nguyên nữa. Ai dám động vào con chứ? Đúng vậy, có bà, có mấy cậu, cần gì phải lo lắng chứ? Đi thôi, ăn cơm nào. Đi. Sao đi lâu vậy? Lát không được uống rượu nữa. Bà kêu An Nguyên giúp bà uống. Đều không được uống, hai người trò chuyện thôi. Được rồi, được rồi, được không? Cùng con gái bảo bối của bà trò chuyện tâm sự được không? Dạ Tình, đợi lát tôi phải nói chuyện với truyền thông, cậu giúp tôi sắp xếp một chút. Thật ngại quá. Nghị trưởng, sao mày bận như vậy? Nào nào nào, cậu uống hết mình không? Nào nào, thật ngại quá. Nào nào. Các vị hương thân, tiếp theo đây xin mời lão nghị trưởng của chúng ta, ngài Trần Kính Thăng lên sân khấu nói với chúng ta đôi lời. Xin cho tràng pháo tay. Cảm ơn, cảm ơn. Các vị, hôm nay là ngày tốt của công nhân các quan chúng ta. Tiểu đệ Trần Kính Thăng có thể tham dự buổi lễ tạ ơn này, cảm thấy rất vui. Lần này mọi người có thể thuận lợi nhận được tiền lương hưu. Một phần công lao là từ con gái tôi, Trần Di Quân.
Nào, hướng về mọi người. Và người còn lại chính là quản lý phòng làm việc nghị viện của nó, cậu Hoàng Triệu Nguyên. Cảm ơn. Hai con lên đây. Nào nào, màn dày cao như vậy đi cẩn thận đó. Các vị, tôi đặc biệt muốn giới thiệu cậu Hoàng Triệu Nguyên này, một thanh niên trẻ tài giỏi. Đầu tiên, cậu này rất hiếu thuận. Thứ hai, có tinh thần chính nghĩa. Thứ ba, rất nhiệt huyết với chính trị. Nên lần này, cuộc biểu tình của chúng ta có thể kết thúc tốt đẹp. Công lao của cậu ấy rất lớn. Nhờ cậu ấy giúp Di Quân mới có được kết quả này. Xin mọi người cho tràng pháo tay. Cảm ơn, cảm ơn. Nghị trưởng, tôi xin hỏi một chút về công thần trong miệng ngài là anh Hoàng đây. Anh Hoàng cho hỏi, khi biểu tình thành công, anh có cảm nghĩ gì không? Nào, cầm lấy. Cảm ơn. Thật nói ra cũng hơi hổ thẹn. Vì lúc đầu mẹ tôi là người bị hại của các quan, tôi chỉ muốn giúp mẹ tôi đòi lại công bằng. Nhưng sau đó tôi nhìn thấy đồng nghiệp của mẹ, vì không có công việc mà cuộc sống trở nên khó khăn, nên tôi mới phát động cuộc biểu tình này, muốn giành lại lợi ích cơ bản nhất cho mọi người. Anh Hoàng Triệu Nguyên, nghe nói anh và nghị viên Trần Di Quân đang quen nhau. Có người nghi ngờ anh vì muốn bước vào nhà họ Trần để giành lấy cơ hội làm chính trị sau này. Là như vậy sao? Tôi và Di Quân quả thật là vì quan hệ chính trị mới quen nhau. Vì lần hoạt động biểu tình này, tôi nhìn thấy cô ấy rất nỗ lực vì mọi người. Chính vì sự nhiệt tình và chính trực của cô ấy đã hấp dẫn tôi. Nên lúc nãy tôi mới nói hai chúng tôi quen nhau quả thật vì chính trị. Được rồi, cảm ơn câu hỏi của mọi người. Đợi lát nếu có người rời khỏi trước, tôi có chuẩn bị một số quà tặng của huyện Trường Trị chúng tôi. Hãy nhớ mang về. Cảm ơn, cảm ơn. Phiền hai người dừng bước để chúng tôi chụp hình một lát. Được, được, được. Nào, nào, đứng gần nhau chút. Tôi cảm thấy hai đứa nó rất xứng đôi. Đúng vậy. Tôi dự định để bọn họ đính hôn sớm. Cậu cảm thấy sao? Đính hôn? Nhưng giờ chưa thể nói. Tôi đợi tới sinh nhật sẽ cho bọn nó bất ngờ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đi thôi. Cẩn thận đó. Sao lại mệt như vậy? Di Quân à, hôm nay cảm ơn em đã ở bên mẹ anh. Anh qua đây. Em cũng cảm ơn anh đã cùng ba em đi kính rượu từng bàn. Nếu đổi lại là em, sớm đã say rồi. Em phải chú ý sức khỏe của mình. Em chỉ muốn mọi người vui vẻ thôi. Ngoại trừ vui vẻ, em còn phải nghĩ cho bản thân nữa. Sau này uống rượu, anh uống thay em. Bất kỳ khi nào em buồn, không thạo việc gì, hãy để anh giúp em. Em biết không, anh thật sự rất thích em. Anh rất yêu em. Em biết. Tôi dự định để bọn họ đính hôn sớm. Cậu cảm thấy sao? Đúng rồi, đúng rồi. Sao hả? Mẹ anh làm gà kho dầu mè đợi em. Anh quên mất. Được rồi, chúng ta cùng về. Được thôi. Đi thôi. Bên cạnh Di Quân,
đã không còn vị trí của mình rồi. Giờ là lúc mình phải rời khỏi. Mình không mang theo gì cả. Vì quân thân mến, lúc trước hứa với cậu sẽ ở lại suốt phiên họp này. Giờ phiên họp đã kết thúc, là lúc mình phải đi rồi. Chúng ta đều biết tính cách của cậu không thích hợp để làm chính trị. Từ lúc bắt đầu cậu đã không thích. Chỉ là bây giờ cậu đã mang trọng trách trên người, đã quá trễ rồi. Có một số tư liệu mình để ở ngăn kéo, cậu có thể xem và suy nghĩ thử. Quan trọng là cậu phải biết bảo vệ bản thân. Mình chỉ hy vọng bất luận hoàn cảnh bên ngoài thay đổi thế nào, cậu vẫn là cậu của trước đây. Đừng quên sơ tâm của mình. Mình sẽ mãi ủng hộ cậu. Chúc cậu và Triệu Nguyên hạnh phúc. Giả Tình. Giang Giả Tình, cậu trở về rồi. Rốt cuộc cậu cũng đã về. Mình tưởng cậu sẽ không về nữa. Cậu có thể quay lại, mình thật sự rất vui. Chúng ta là bạn của nhau. Đều là người bạn tốt nhất của nhau. Lúc nãy anh cứu tôi sao? Lúc nãy tôi thấy cô. Anh hôn tôi sao? Đó là hô hấp nhân tạo mà. Em thích anh. Hai người nhất định phải hạnh phúc. Phải hạnh phúc. Con trai sao vậy ba? Đã chuẩn bị xong đi ăn chưa? Con cũng dọn sắp xong rồi. Thứ cần mang theo cũng đã mang theo. Trước đó cũng đã gửi một số sách qua đó rồi. Ý ba không phải chỉ cái này, mà là trái tim con. Đã quyết định bỏ xuống hết mọi thứ ở đây sao? Con sẽ chúc phúc cho bọn họ. Thật sự yêu một người sẽ không thành tâm chúc phúc đâu. Năm đó, lúc mẹ con tham gia phong trào, cũng có lãnh đạo phong trào sinh viên theo đuổi mẹ con. Có một hôm mẹ con đã tức giận với ba. Ba nói có người theo đuổi mẹ. Sau đó mẹ đã tức giận với ba. Sao con nghe không hiểu? Mẹ con nói rõ ràng ba luôn yêu đơn phương mẹ, sao không mau mở miệng tỏ tình? Sau đó thì sao? Sau đó ba ấy liền chủ động hôn ba, còn bích đông ba nữa. Thật sao? Thật đó. Ông nói linh tinh gì đó. Cái gì mà tôi chủ động hôn ông? Nếu tôi không cổ vũ ông sẽ chủ động hôn tôi sao? Rõ ràng là bà bích đông tôi mà, nên tôi chỉ có thể... Nên ông chỉ thể làm gì? Chỉ thể hôn bà thôi. Được rồi, cho con nó yên lặng dọn dẹp đi. Đi thôi. Con trai, nếu ở anh tìm được người thích, bà mẹ không phải hối con mang bạn gái Tây về đâu. Nhiều chuyện quá. Đi thôi.
Chào buổi sáng. Chào. Bà chủ à, giả tình đồ đạc đều không thấy đâu. Đúng rồi. Sao không thấy đồ đạc gì hết? Cậu ấy đâu? Để tôi gọi điện cho cậu ấy. Quản lý, vậy tôi gửi công văn đến huyện phủ trước. Được. Giả tình đi rồi. Cậu ấy nói kêu em đừng quên sơ tâm, sau đó còn chúc em và anh hạnh phúc. Nhưng anh với em cùng với cậu ấy, không phải ba người với nhau mới hạnh phúc sao? Kỳ lạ thật. Sao cậu ấy lại không lời từ biệt, nói lời tạm biệt bộ khó lắm sao? Cậu ấy chính là sợ nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của em. Anh biết em đau lòng. Anh cũng đau lòng. Nhưng ít nhất cậu ấy có để lại một lá thư cho em. Em xem cậu ấy để lại cho anh thứ gì. Nhiều công văn như vậy, anh ghen sao? Đương nhiên anh ghen rồi. Nhưng mà đối tượng ghen là em. Em cũng là bạn tốt của cậu ấy mà. Kỳ lạ thật đó. Nói lời tạm biệt bộ khó lắm sao? Chỉ hai chữ mà thôi, khó lắm mà. Giả tình đã có nói, đợi sau khi kết thúc phiên họp cậu ấy sẽ đi ăn. Em quên rồi sao? Em quên rồi. Giả tình. Nghị viện huyện. Không kịp rồi, không kịp rồi. Không kịp rồi. Ngày cuối của phiên họp mà em vẫn đến trễ. Tóc em có bị rối không? Đợi anh chỉnh lại chút. Rồi, trang phục. Được rồi, được rồi. Cố lên. Anh mở giúp em. Cảm ơn các vị nghị viên đã cùng chúng tôi trải qua phiên họp năng suất như vậy. Trong thời gian 70 ngày phiên họp diễn ra, chúng ta đã thông qua rất nhiều ngân sách xây dựng và sách lược quy mô lớn. Rất cảm ơn các nghị viên đã nỗ lực cùng với huyện trường trì chúng tôi. Ở đây nói tiếng, gặp lại ở phiên họp sau. Hoàng nghị viên, vất vả ngài rồi, vất vả rồi. Trần nghị viên, vất vả ngài rồi. Giả Hùng, Diệp nghị viên, vất vả rồi. Nghị viên Trần Di Quân, vất vả rồi. Huyện trưởng, ngài vất vả rồi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới ba cô. Trong nghị viện này không có ông ấy cứ cảm thấy không quen. Tôi sẽ giúp ngài chuyển lời. Hai ngày trước tôi nhớ ra là ngày sinh nhật của ba cô. Đúng rồi ha. Đúng vậy. Trước đây mỗi lần phiên họp kết thúc đều là ba cô phát thiệp mời chúng tôi. Sao năm nay đến giờ vẫn không có tin tức vậy? Để tôi về hỏi lại ông ấy. Không sao, quà của tôi nhất định sẽ gửi tới. Cảm ơn. Cô phải giúp tôi nói giúp ông ấy một câu. Sinh nhật vui vẻ. Được, cảm ơn. Vất vả rồi. Làm. Không chỉ làm mà lần này còn phải làm thật lớn. Con còn tưởng ba muốn làm đơn giản thôi. 60 tuổi là đại thọ đó. Đời người có bao nhiêu cái 60 năm? Còn đúng là. An Nguyên, phiên hội kết thúc rồi. Bữa tiệc này cậu có thể giúp tôi tổ chức không? Được. Không được. Anh ấy bận từ lúc tranh cử tới giờ, chưa được nghỉ ngơi qua. Bây giờ khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ bắt đầu bên người ngoài rồi. Nghị trưởng, Diêm Quân chỉ đùa thôi. Ngài cứ căn dặn, tôi sẽ đi xử lý. Tôi biết rồi. Nói cậu biết, tôi chính là thích náo nhiệt. Người đông thì mặt mũi càng lớn. Cậu giúp tôi chạy một chuyến tới nghị viện và chính phủ huyện. Mỗi một nghị viên, mỗi một thủ trưởng của từng cục đều phải đích thân gửi thư mời. Cậu nói là tôi mời bọn họ. Sổ tay của tôi đâu? Ở đây. Danh sách khách mời tôi đều viết hết trong đó. Cậu đi gửi từng người một. Được.
Phải mời nhiều người vậy sao? Lưu Quang Minh, ông ấy ghét ba như vậy sao còn mời? Đều là đồng nghiệp cũ. Hơn nữa, ít một kẻ thù sẽ thêm một người bạn mà. Phải biết làm người. Đồng nghiệp ba tới thì ba đi mà nói chuyện, con sẽ không để ý tới ông ta. Đừng có như vậy. Bà xem tính cách con gái bà y hệt như ông. Di Quân, đừng có như vậy. Dù chúng ta không thích ông ấy, cũng không nên thể hiện ra ngoài. Em xem, dòng này nhỏ như vậy, trong nghị viện chắc sẽ chạm mặt nhau. Ai để ý ông ấy chứ? Nghị trưởng, phu nhân, hai người yên tâm, tôi sẽ hỗ trợ hết mình để giúp đỡ cô ấy. Giúp đỡ nó cũng vô dụng. Một quy tắc thủ tục đơn giản, tới bây giờ còn mơ mơ màng màng. Có ai làm nghị viên như con không? Ba tưởng con rất muốn làm nghị viên sao? Còn không phải vì ba bệnh nên con mới ra tranh cử. Được rồi, nhiệm kỳ sau con đừng ra tranh cử nữa. Không lẽ ông ra? Ông ra tranh cử sao? Làm ơn, tôi đã làm nghị trưởng ba nhiệm kỳ rồi. Thời thế thay đổi nên để cơ hội cho đám người trẻ. Ý tôi là muốn đưa An Nguyên ra làm. Tôi? Sao hả? Không muốn? Không, không phải. Tôi chỉ sợ năng lực tôi không đủ. Đủ đủ. Nếu Di Quân không có cậu giúp, sao nó có thể tung hoành ngang dọc vậy? Sao ba nói tới con vô dụng vậy? Nếu không còn nói ba biết An Nguyên có phải là một nhân tài không? Đúng vậy, nhân tài phải được bồi dưỡng, đúng không? Nếu anh có thể ra tranh cử, em có thể làm trợ lý cho anh. Như vậy tốt không? Được được. Tiểu thư, người ta An Nguyên giúp con đắc cử, con đừng làm loạn khiến người ta bị rớt tuyển đó. Nói nhảm. Mẹ, con về rồi. Về rồi sao? Sao hôm nay về sớm vậy? Mẹ đang bận gì đó? Hôm nay mẹ đi chợ thấy có bán cá chim trắng vừa lớn vừa tươi nên muốn mua về cho con ăn. Kết quả biết gì không? Nửa ký 500.000 đó. Nhưng mẹ thấy đây là mua cho con trai mẹ ăn nên đã quyết định mua. Mẹ, cá cứ để tủ lạnh trước, khoan ăn. Con lại không ăn hả? Mắc lắm đó. Con biết, đợi lát hãy ăn. Mẹ, con nghĩ lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài ăn. Tối nay, chúng ta đưa hai em ra ngoài ăn một bữa ngon nha. Có chuyện gì mà vui vậy? Ông chủ tăng lương cho con sao? Không chỉ vậy, mẹ, con nói mẹ nghe. Nghị trưởng muốn con ra tranh cử nhiệm kỳ sau. Ông ấy muốn con làm nghị viên hả? Còn Di Quân? Di Quân cũng rất ủng hộ con. Vốn cô ấy ra thay ba mình tranh cử mà. Giờ có người tiếp quản vị trí của ba mình, cô ấy càng vui mừng. Ngược lại là nghị trưởng, ngài ấy rất xem trọng con, nói con là người tài. Hơn nữa ngài ấy còn nói, nếu con có thể tham gia tranh cử sẽ duy trì được thế lực của nhà họ Trần. Như vậy coi như cũng tương hỗ lẫn nhau. Người ta khách khí với con còn ở đất tương hỗ. Nói chung người ta coi trọng con, chịu đề bà con. Con phải nỗ lực làm cho tốt. Con biết rồi. Con vốn cũng làm việc rất nghiêm túc mà. Được rồi, được rồi. Vậy chúng ta mau đi cúng. Tiện thể nói với ba con phù hộ con thuận lợi trên con đường chính trị. Nào, cảm ơn thần minh và tổ tiên phù hộ. Ba, con Hoàng Triệu Nguyên đây. Con sẽ chính thức bước lên trên con đường chính trị. Hy vọng sau này con có thể trở thành một nhân vật chính trị trưởng thành hơn. Cũng hy vọng sau này có thể thực hiện được lý tưởng để chúng ta có thể thoát khỏi cảnh đói nghèo. Mong sau này mọi thứ đều sẽ tốt đẹp hơn. Em cảm thấy ba mình đúng là kỳ lạ. Sinh nhật thì sinh nhật, sao phải mời cái tên Lưu Quang Minh đó? Ông ta xấu tính như vậy, dùng nhiều bẩn như vậy. Hơn nữa vụ thuốc lắc trước đây cũng là ông ta làm. Chuyện nó không có chứng cứ, đừng nói bậy. Biết rồi. Chính trị đúng là đen tối quá. Anh lại cảm thấy ba em có được địa vị như hôm nay là vì ngài ấy có phong thái đỉnh đạt và khí phách trong đối nhân xử thế. Rốt cuộc em đã hiểu sao ba em lại thấy anh thích hợp tranh cử hơn em rồi.
vì anh là người hâm mộ tri kỷ của ông ấy. Anh là người hâm mộ tri kỷ. Vậy anh là gì của em? Anh là con ngựa của em là bạn trai của anh. Anh không cảm thấy em đàn ông hơn anh sao? Em sẽ thương yêu anh thật tốt, bảo bối. Anh còn một chuyện muốn hỏi em. Nói đi, qua mấy ngày nữa là sinh nhật ba em. Anh có chọn được một món quà tặng ngài ấy, nhưng anh không biết có rẻ tiền quá không. Lấy ra xem, em coi thử. Đúng rồi, chính là cái này. Cái máy massage này chính là trước đây lúc em đá trúng cậu nhỏ của anh, bắt bác cho anh mượn. Sau đó anh thấy dùng cũng tốt nên muốn tặng cái cao cấp hơn cho ba em. Nhìn không cũng không biết nó tốt hơn. Anh mở ra để em dùng thử xem, để em giúp ba em giám định. Cũng phải, bọn họ có nói cái này có 15 loại lực đạo. Lúc dùng em sẽ cảm giác như có người thật massage cho vậy. Nào em dùng thử xem. Còn bên nữa, thoải mái không? Rất ok mà. Ok hả? Tặng cái này rất tốt mà. Quan trọng là tâm ý. Em biết ba em nhất thời mang nhiều trọng trách giao cho anh, anh sẽ thấy rất áp lực. Nhưng anh vui vẻ mới là quan trọng nhất. Nói cũng phải. Sao Trần Di Quân được nhiều đồ như vậy? Phủ tổng thống đó. Quà của phủ tổng thống quả nhiên khác biệt. Món này mắc lắm. Trước đây mình có xem qua. Món này cũng phải trăm mấy, 200 ngàn. Năm nào cũng có. Tặng một đống đồ hết chỗ để luôn rồi. Còn nhiều như vậy sao? Mình thấy lát nữa chỗ này chắc hết chỗ để. Em đi đâu vậy? Nhiều khách mời đang đợi em đón tiếp họ đó. Đi vệ sinh. Để anh giới thiệu với em, người phía trước là tổng cán sự Ngô của hội ngư. Tổng cán sự Ngô, trợ lý Hoàng, hân hạnh hân hạnh. Hôm nay náo nhiệt lắm đó. Đương nhiên rồi, lão nghị trưởng đại thọ 60. Tôi giới thiệu với ngài, đây là nghị viên Trần Di Quân, cũng là con gái của lão nghị trưởng. Chào tổng cán sự. Cô chính là Trần Di Quân tiếng tăm lẫy lừng phải không? Thật ra lúc nhỏ, ba cô hay dẫn theo cô và anh cô tới hội ngư chúng tôi tản bộ. Chúng tôi cũng coi như nhìn hai anh em cô trưởng thành. Không ngờ sau khi lớn lên lại trở nên khéo như vậy. Tổng cán sự, tôi đưa ngài vào chỗ trước. Được, ok, được, được, được. Thầy em tới rồi. Xin chào Trần Nghị Viên. Em có biết chào một tiếng không? Mẹ anh tới rồi, em đi chào gì ấy? Lưu Nghị Viên, hôm nay tổ chức lớn đó. Dì đến là được rồi, cần gì phải mang quà? Nên mang mà, tôi dẫn ngài vào chỗ trước được không? Thật ngại quá, không sao không sao. Thật ra nhiều người tới vậy cũng là nể mặt lão nghị trưởng. Giao tình lâu như vậy cũng không phải nói đức là đức. Mời bên đây. Hơn nữa có một kẻ thù chi bằng có thêm một người bạn, phải không? Trợ lý Hoàng đúng là tuổi trẻ tài cao, càng ngày càng được việc. Ngài quá khen rồi. Lão nghị trưởng đâu? Ngài ấy đang ở bên trong bàn chuyện với huyện trưởng. Đợi lát nữa sẽ ra. Huyện trưởng cũng đến sao? Thật không đơn giản đó nghị trưởng. Tuy ông đã nghỉ hưu, nhưng yến tiệc của ông được tổ chức còn náo nhiệt hơn trước đây. Tôi thấy toàn bộ huyện trường trì không ai không dám tham dự. Không có đâu, mọi người nể mặt tôi thôi. Không đâu, xem ra năng lực chính trị của ông thật không đơn giản. Không có, không lợi hại như ông nói đâu. Chỉ là có đứa con gái trong nghị viện cho có không khí thôi. Nhưng những việc quan trọng phía sau vẫn do tôi quyết định. Đương nhiên rồi, nghị trưởng, ông ra tay là quá nhiên khác liền. Ông xem nhà máy cát quan đó đã không có người biểu tình nữa. Trong nghị viện, ông cũng giải quyết ổn thỏa. Thật không đơn giản. Nghỉ hưu còn được như vậy, nên gọi là nghị trưởng ngầm mới phải. Không có, không có, không dám. Thật ra giải quyết việc này cũng không có bí quyết gì. Chỉ cần quan tâm tới lợi ích của từng người, sẽ không có người phản đối nữa. Nói tới các quan, giờ đã lấy được quyền tài sản, nhưng nếu không có huyện trưởng giúp đỡ, không thể thay đổi mục đích sử dụng, cũng rất khó mà khuyên được. Muốn nhờ tôi giúp sao? Vậy phần của tôi sẽ được bao nhiêu?
Tiên tử dự kiến cho ông 20 triệu. Ít quá rồi. Đất công nghiệp chuyển đổi thành đất ương nghiệp, tiền lời sơ sơ cũng đã 1-2 tỷ rồi. Tôi chỉ được 20 triệu sao? Ít quá. Huyện trưởng, ăn no quá sẽ không tiêu đó. Như vậy đi, tôi đi thương lượng với tiên tử 30 triệu, được không? Vậy thì còn được. Tiên tử hy vọng hoàn thành trong 1 tháng. Không thành vấn đề, chúng ta cứ làm theo chuyên án. Cũng có tiền lệ để làm theo. Con gái ông ở nghị viện cũng phải giúp một tay đó. Đứa con gái này có chút khó bảo, nhưng huyện trưởng yên tâm, tôi đã kêu con rể tương lai trông chừng nó, nó sẽ nghe theo. Con rể chính là quản lý phòng làm việc của con ông Hoàng Triệu Nguyên. Đứa nhóc này không tồi, tôi muốn bồi dưỡng nó. Con rể nghe lời, con gái khó bảo. Nào nào nào, hợp tác thành công. Cá nhà con lớn quá, bọn nó ăn được lắm. Mỗi lần con thả một nắm xuống là sẽ bị ăn sạch sẽ. Thật sao? Em cũng thích ăn không kém. Anh về khi nào vậy? Tháng trước anh đã kết thúc việc làm ở châu Phi rồi, nhưng hôm nay mới về nhà. Hôm nay sinh nhật ba, nhất định phải về. Cũng phải. Anh để em giới thiệu. Gì à? Đây là anh con Trần Cơ Long, còn đây là mẹ của Hoàng Triệu Nguyên. Chào bác. Chào cậu. Anh, em còn chưa nói anh biết, em và Hoàng Triệu Nguyên đang quen nhau. Anh biết, trên TV có phát tin, Hoàng Triệu Nguyên không tồi đó. Nhưng bác à, con nói bác nghe, đứa em này của con hơi dữ đó. Anh đừng nói bậy. Anh đâu nói bậy. Con nói bác nghe, có một lần lúc con định cho cá ăn ở đây, em con nó cướp lấy bánh trên tay con để ăn. Con còn chưa kịp nói với nó, đây là bánh cho cá ăn, không phải vậy đâu. Dì ơi, nghe con giải thích là anh con đợi con ăn xong mới nói con biết. Bác xem, nó không chỉ thích ăn còn thích đánh người nữa. Bác xem, anh đừng nói nữa. Bác kêu Triệu Nguyên cẩn thận đó. Bác lại cảm thấy tình cảm anh em con rất tốt. Anh đáng ghét lắm. Một ngày trời lạnh như vậy, các vị quan khách còn đến tham dự, nên tôi đã đặc biệt mời ông mặt trời ra để mọi người ấm áp trở lại. Đủ ấm chưa? Đủ rồi, đủ chưa? Tôi thấy còn chưa đủ lớn tiếng. Chúng ta có phải nên mời ngài lão nghị trưởng, ông mặt trời của chúng ta ra nói với mọi người vài câu. Nào, nghị trưởng. Cảm ơn, cảm ơn. Nào, ông mặt trời lớn của chúng ta, dịp huyện trưởng thân mến của chúng ta, các vị trưởng quan ở các cục sở của huyện phủ cùng đồng nghiệp ở nghị viện cũng như các hương thân phụ lão, chào mọi người. Hôm nay rất vui khi mọi người bỏ thời gian đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của tôi. Vì mọi người luôn ủng hộ nên tôi mới có thể phục vụ cho huyện trường trì nhiều năm liền. Tuy tôi đã không còn tại chức, nhưng sự phục vụ của tôi vẫn không hề đứt đoạn. Chỉ cần mọi người yêu cầu nói một tiếng, tôi tuyệt đối sẽ phục vụ tới cùng. Cảm ơn, cảm ơn. Tiểu nữ Di Quân cũng hy vọng được các hương thân phụ lão tiếp tục ủng hộ trông chừng nó. Nó còn nhỏ, nhiều chuyện chưa hiểu rõ. Nếu có gì thiếu sót, làm không tốt, không tới, mong mọi người được khách sáo, cứ nghiêm khắc dạy bảo, có được không? Được. Nghị trưởng, giờ sức khỏe ngài đã tốt rồi, xin hỏi nhiệm kỳ sau ngài có ra tranh cử nữa không? Không đâu. Nghị viên cứ để đám thanh niên trẻ ra làm, nên nhiệm kỳ sau tôi muốn đề cử cậu Hoàng Triệu Nguyên ra tranh cử. Vì cậu ấy sẽ là con rể tương lai của tôi. Nào, Di Quân, lại đây. Hôm nay ngoài cảm ơn các vị đến tham gia tiệc, còn tiện thể chia sẻ một hỷ sự với mọi người. Đó là con gái tôi, Di Quân, sẽ đính hôn với cậu Hoàng Triệu Nguyên. Bà còn chưa hỏi qua con,
Con chê nó không có tiền sao? Ba biết con không phải loại người này mà. Nào An Nguyên, nào tôi hỏi cậu, cậu có chê con gái ngốc nhà tôi không? Sao tôi có thể chê chứ? Con người Di Quân vừa chính trực lại lương thiện. Mọi người cũng nghe thấy rồi. Vậy tôi xin tuyên bố tuần này đính hôn. Nghị trưởng, hôn sự này có thể trì hoãn lại chút không? Ý của tôi là tôi không hy vọng người khác nói sau lưng. Là tôi vì ba Di Quân làm nghị trưởng nên mới quen Di Quân. Tôi hy vọng bản thân có thành tích tốt hơn, như vậy mới xứng với Di Quân, mới cưới cô ấy. Có khí phách, tôi không nhận sai người. Cậu thanh niên trẻ, không phải cậu lợi dụng nhà họ Trần tôi. Là tôi coi trọng cậu nên mới đầu tư cho cậu. Còn cậu là bên mình, như vậy rất công bằng. Chúng ta không chiếm lợi của nhau. Cậu chấp nhận không? Cảm ơn nghị trưởng. Không cần cảm ơn. Cậu phải hỏi xem người ta có chịu gả cho cậu không. Còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Còn chưa chuẩn bị sao? Bà đã chuẩn bị xong rồi. Được rồi, nào A Nguyên, trước mặt mọi người phải xem cậu thể hiện thế nào. Cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn. Di Quân, có thể có chút đường đột, nhưng em có chấp nhận lời cầu hôn của anh không? Tốt, vậy tôi xin công bố trước các hương thân. Tuần này làm lễ đính hôn trước. Cảm ơn sự chúc phúc của mọi người. Cảm ơn, cảm ơn. Chúc nghị trưởng đại thọ 60 tuổi, song hỷ lâm môn. Chúc mừng, chúc mừng. Hôm nay lão nghị trưởng Trần Kính Thăng trong tiệc mừng thọ đã tuyên bố con gái nghị viên Trần Di Quân sẽ đính hôn với trợ lý Hoàng Triệu Nguyên. Em có chấp nhận lời cầu hôn của anh không? Nhiệm kỳ tiếp theo, nhà họ Trần cũng đề bạt Hoàng Triệu Nguyên ra tranh cử nghị viên. Tin tức này sẽ tạo nên ảnh hưởng gì đối với nền chính trị ở huyện Trường Trì? Phóng viên nhà đài sẽ tiếp tục đưa tin đến cho bạn. Mẹ, con đến nơi rồi, nên báo bình an với mẹ. Vẫn tốt chứ? Hoàn cảnh có tốt không? Phòng không rộng lắm, nhưng khá sạch sẽ. Qua hai ngày nữa con sẽ đến trường điểm danh. Vậy được. Nói cho con một tin, Hoàng Triệu Nguyên đính hôn với Trần Di Quân rồi. Còn nữa, lúc này Trần Kính Thăng công bố sẽ đề bạt Hoàng Triệu Nguyên ra làm nghị viên nhiệm kỳ sau. Thật không ngờ nhanh như vậy. Trần Kính Thăng, ông ấy sớm đã dự tính. Dự tính cái gì? Ông ấy muốn để mọi người biết ông ấy sẽ phục xuất, để mọi người biết được thế lực chính trị của mình. Là không thể khinh thường. Nên chú ấy muốn làm nghị trưởng ở nhiệm kỳ tiếp theo. Không phải, là huyện trưởng. Huyện trưởng. Không sai. Thời gian này quan hệ của ông ấy trong nghị viện phải có người duy trì, có người tiếp quản. Trần Di Quân, đứa trẻ này khó khống chế, nhưng Hoàng Triệu Nguyên thì được. Ông ta muốn Hoàng Triệu Nguyên làm con cờ của mình. Còn thật không ngờ tới,
Ông ta tính toán thâm sâu thế vậy. Con đương nhiên không ngờ tới rồi. Thật ra lúc con rời khỏi có phát hiện ra Trần Kính Thăng và Hoàng Triệu Nguyên, hai người họ có sắp đặt chút chuyện, cố ý không cho Di Quân biết. Chuyện gì? Chì chát, thỏa hiệp, phân chia lợi ích. Hèn gì ông ta muốn đề bạc Hoàng Triệu Nguyên nhanh như vậy. Con có nói cho Trần Di Quân biết không? Không. Vì con sợ cô ấy bị tổn thương. Con không nói thì nó sẽ không bị tổn thương sao? Đứa con ngốc này. Thật ra bị coi là con cờ không phải Hoàng Triệu Nguyên mà là Di Quân. Đột nhiên quỳ xuống như vậy có phải có cảm giác như ép hôn không? Thật ra hai chúng ta đều chưa chuẩn bị cho kế hoạch kết hôn, đúng không? Em làm gì vậy? Tổ yến hôm nay cao cấp lắm đó, một chén phải 500 ngàn đó. Đây ai tặng vậy? Nghị trưởng. Nó không chừng bị người khác hiểu lầm nói nghị trưởng đang tuyển rể đó. Em nghĩ người tình cũ của em còn nhớ hôm nay là sinh nhật em không? Nana, con về rồi sao? Thứ hàng bám phụ nữ, cô nói gì đó? Nó là con gái tôi, dựa vào đâu mà đánh nó? Nào, ăn bánh sinh nhật đi. Em thực sự rất nhớ anh.想得变很远，我的呼吸竟然快乐起来。